Sáng nay, sau khi đọc được thông tin, trong 12 giờ, từ 19 giờ tối đến 7 giờ sáng, Nghệ An có gần 1.400 ca COVID-19, trong đó thành phố Vinh trên 500 ca. Là phụ huynh có hai con đang học tiểu học và trung học cơ sở, anh Lâm không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, quan điểm của gia đình anh vẫn muốn cả hai con học trực tiếp, bởi năm học này các con đã ở nhà quá lâu. Thì giờ là thật chứ giờ thì dịch thì giờ thần cũng đúng nhiều thật. Nhưng mà giờ mà cứ để cứ theo tình trạng như thế kéo dài thế này mãi á, thì cũng được. Nó vẫn cùng mong gia đình cũng mong muốn là cho con em đến trường học trực tiếp với thầy cô để nó học nó có cái chất lượng hơn. Dù cả hai con đang học tiểu học, độ tuổi chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19, thế nhưng chị Trí cũng có cùng quan điểm là các con được học trực tiếp. Thực sự là cũng rất là lo lắng. Nhưng mà để nói về học trực tuyến hay trực tiếp thì mình vẫn hy vọng là đi học trực tiếp, là bởi vì là cái bệnh COVID thì có thể là bị hoặc là không bị. Nhưng mà nếu như mà để con ở nhà thời gian dài mà bố mẹ cũng không được ở nhà thì là rất là nhiều hệ lụy khác. Ví dụ như con có thể xem tivi, điện thoại và nó có thể khám phá được rất là nhiều thứ không tốt đến mạng đó, mà bố mẹ thì không kiểm soát được. Tuy nhiên bên cạnh đó thì không ít phụ huynh thành phố lại muốn các trường chuyển sang học online trong thời điểm dịch đang bùng phát này. Nhất là khi thành phố Vinh là địa phương phát hiện ca nhiễm cộng đồng nhiều nhất tỉnh. Nếu như có sự đảm bảo an toàn cho các cháu thì nên cho các cháu đi học. Mà nếu như cả thấy cái sự phát triển mà bệnh tật càng gia tăng mà không có sự an toàn thì nên cho các cháu học trực tuyến một thời gian. Muốn học online vì là dịch 6 Tết này á. Là rất là phức tạp, học trực tiếp còn thực chất là cũng không yên tâm. Trong bối cảnh ca nhiễm tăng cao, tính đến chiều nay thì có khoảng 600 học sinh và giáo viên nhiễm COVID-19 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong đó có khoảng 400 học sinh là F0. Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố đã tham mưu tạm dừng học trực tiếp chuyển sang trực tuyến từ chiều nay mùng 9 tháng 2 đối với bậc tiểu học và khối lớp 6. Còn với các địa phương khác trong tỉnh, tính đến chiều qua, ngoài 3 đơn vị là Cửa Lò, Thanh Chương và Nghĩa Đàn dạy học trực tuyến, thì 18 địa phương khác cũng đã dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến. Học sinh mầm non thì nghỉ học cho đến ngày 11 tháng 2. Học sinh tiểu học là chuyển học trực tuyến cho đến 11 tháng 2. Còn học sinh trung học cơ sở thì học bình thường, cả trực tuyến và cả việc. Còn trung học phổ thông có 10 trường. Thì có 4 trường học trực tuyến và có 6 trường thì học trực tiếp. Từ nay cho đến cái tuần thì vẫn duy trì theo cái hướng này để rồi là tiếp tục truy vết cái số học sinh bị F0. Được những băn khoăn của phụ huynh, Sở Giáo dục Đào tạo khẳng định vẫn giữ quan điểm ưu tiên tối đa việc dạy học trực tiếp, chỉ dạy học trực tuyến đối với những lớp có F0. Còn với địa bàn dịch phức tạp buộc phải học trực tuyến thì ngay khi tình hình ổn định cũng lập tức chuyển trạng thái dạy học. Hiện nay thì việc tiêm phủ vaccine ở học sinh và giáo viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An chúng ta rất là cao. Và trong thời gian qua thì các nhà trường cũng đã có nhiều giải pháp rất là tích cực. Bởi vậy mà ngay sau nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng được chỉ đạo các nhà trường ưu tiên tối đa cho cái việc là tổ chức cái dạy học trực tiếp tại các nhà trường. Tuy nhiên là trước cái diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã là yêu cầu là các nhà trường phải thường xuyên nắm bắt và theo sát để từ đó có những cái thay đổi và có những cái điều chỉnh cái hình thức phương án dạy học một cách phù hợp, không chỉ là từng ngày mà từng buổi để đảm bảo cái sức khỏe cho học sinh cũng như là giáo viên. Hơn 97% học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 17 đã tiêm 2 mũi. Hơn 99% giáo viên tiêm mũi 2 đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng. Và hiện các địa phương, ngành giáo dục có số ca nhiễm gia tăng cao đang tiến hành rà soát bóc tách F0. Vì vậy, ngành giáo dục Nghệ An sẽ thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 01 ban hành ngày 8 tháng 2. Đó là yêu cầu các tỉnh thành phấn đấu đưa học sinh sinh viên học trực tiếp trước ngày 14 tháng 2 năm 2022.